Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 15 tháng 7 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không suôn sẻ. Bảo hiệu có nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ khiến cho những chủ chuột khó lòng trở tay kịp. Bản mệnh còn dễ vướng vào thị phi do các mối quan hệ xã giao gặp trở ngày nên đề phòng trước những người tiếp cận với ý đồ không rõ ràng. Tình cảm, Phần trình tình cảm đi xuống, tuổi tí bởi vì không tiết chế tốt cảm xúc của mình lại có hành động cư sự thiểu không khéo, nên dễ gây tổn thương cho những người bên cạnh mình người độc thân sẽ khó tìm được người phù hợp nếu không thay đổi tính cách này. Tài chính vận trình tài lộc do dào nhờ khả năng nhìn xa trông rộng, sự quyết đoán và liều lĩnh mà người tuổi tý có thể thu về một khoảng hời đáng kể. Cẩn trọng tính cách bốc đồng cực đoan ảnh hưởng tới quá trình làm việc nhóm. Tuổi giáp tý công việc trở nên suôn sẻ và dễ thở hơn. Tuổi bính tý có nhiều cơ hội hợp tác cẩn thận với nguy cơ tiềm ẩn. Tuổi Mậu Tý đường công danh nhiều thăng trầm cần bền bỉ nỗ lực. Tuổi Canh Tý đừng ngơ ngại xin lời khuyên hoặc kinh nghiệm từ người đi trước. Tuổi Nhâm Tý các mối quan hệ tình cảm hài hoa Con số may mắn số 57, số 72, màu sắc may mắn màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi thân. hai Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Đêm bảo cỏ hòa tiểu nhân đeo bám gây cản trở cho bước tiễn thân của người tuổi này. Bản mệnh bắt tay vào kế hoạch nào cũng không thể tiến hành xôn sẻ vì xung quanh luôn có sự rình rập quấy phá của kẻ xấu. Tình cảm Vận trình tình cảm xa xúc thấy rõ, do tác động của cục diện sổ mùi tương hại nên con đường tình cảm của con nhấp này gặp điềm không may. Những chú trâu thiểu tỉnh táo sản xuất nên dễ nhìn làm người, kết quả là tự chuốt muộn phiền vào bản thân. Tài chính, vận trình tài lọc đi xuống, vì bản tính nhẹ dạ cả tinh nên người tuổi sủ dễ đưa ra một số tiền lẫn cho người khác vay mượn mà không có bất cứ giấy tờ cam kết nào. Cẩn trọng, bản mệnh nên đề phòng các mối quan hệ xung quanh và nên có phương án đối phó kịp thời để tránh gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tuổi ất sửu, tài lộc khởi sắc, thu nhập ổn định. Tuổi đinh sửu, ngày thích hợp để tiến hành kế hoạch liên quan tới tiền bạc. Tuổi kỷ sửu, đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định sản xuất tuổi tân sổ được quý nhân chỉ đường dẫn lối để tránh sai sót. tuổi tân sổ tình cảm rạn nứt do chiến tranh lạnh kéo dài. Con số may mắn số 42, số 30, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn, mọi công sức, thời gian điều đổ sông đổ biển chỉ vì phút chốc bốc đồng mà dẫn tới những quyết định sai lầm của con giáp này. Bản mệnh cần suy xét lại thái độ làm việc của mình nếu không muốn gây thiệt hại ngày càng lớn thêm. Tình cảm, vận trình tình cảm không được như ý muốn. Ngũ hành tương xung khiến cho người tuổi dần đứng trước nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Dù đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này nhưng khó có thể trở lại như ban đầu. Tài chính, vận trình Tài Lộc xa sút may mắn là người tuổi dân vẫn có đủ niềm tin, bản lĩnh để cải thiện tình hình tài chính hiện tại bằng các phương án dự phòng. Cẩn trọng, bản mệnh đang có dấu hiệu lơ đảng tâm hồn bay bổng trên mây. Tuổi chấp dân, cảm xúc bất ổn nhiều ưu tư. Tuổi Bĩnh dân, khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Tuổi màu dân, dễ gây mâu thuẫn và bất đồng với đồng nghiệp tuổi canh dần nên học cách lắng nghe nhiều hơn. Tuổi nhâm dần, chú ý giữ gìn sức khỏe tránh chủ quen với những tín hiệu bất thường của cơ thể. Con số may mắn số 13, số 55, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi người tuổi này không cần phải quá lo lắng tới các kế hoạch hiện tại vì tất cả đều đang tiến hành đúng như ý muốn. Lại thêm có quý nhân tương trợ nên con giáp này có thể an tâm thực hiện các dự định mới hay chuyển đổi công việc nơi công tác. Tình cảm, vận trình tình cảm, gặp tình tốt lành, may mắn nhờ có tam hợp với địa chi ngay nên người tuổi này có một ngày hạnh phúc ấm êm bên cạnh nửa kia của mình. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình, sự ấm trái tim lạnh giá trong những ngày đông về. Tài chính, Vân trình Tòa Lộc vượng phát, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền trong thấy nhờ khả năng nhạy bén mà thu về khoản tiền rủng rỉnh. Cẩn trọng, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thời tiết thay đổi thất thường. Tuổi ất mão, quý nhân trợ lực, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Tuổi đinh mão, đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội thành đôi. Tuổi kỷ mão, đôi lửa mặn nồng, hiểu lầm được hóa giải tuổi tân mậu mối quan hệ được nâng cấp tình cảm thăng hoa tuổi quỷ mậu chủ quan nên dễ làm tình khiến tiền bạc thất thoát con số may mắn số 9 số 28 màu sắc may mắn màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông tận tới Bước đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tiến triển rõ rệt nhờ khả năng giao tiếp, tài ngoại giao của những chú rồng. Bên cạnh đó, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của bản ngọn cũng được cấp trên ghi nhận xứng đáng. Tình cảm Vẫn trình tình cảm sáng lạnh, các cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm mới tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc lẫn lý tưởng sống. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tỉnh tỏa chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Tài chính Vận trình tài lộc rực rỡ, các hạng mục đầu tư cùng lúc mang tới cho bản mệnh doanh thu ổn định, người tuổi thân có thể an tâm cũng cổ nguồn tài chính hiện có. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe xa xúc do ảnh hưởng của ngũ hành thổ phượng, bản mệnh nên chú ý tới chế độ ăn uống tránh bỏ bữa. Tuổi giáp thân, cải thiện quan hệ xã giao thêm phần tốt đẹp. Tuổi bính thân, xây dựng được niềm tin trong mắt đồng nghiệp và đối tác. Tuổi mậu thân, tình cảm đi lên nhờ biết cách vùng vẽn tuổi canh thân đón tin tốt lành về tiền bạc tuổi nhâm thân việc kinh doanh đầu tư có thể thu về khoản lợi đáng kể con số may mắn số 47 số 12 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dân 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ người làm kinh doanh vốn bạn có đầu óc lại biết nhìn người nên tìm được những đối tác khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và không chịu tiếp thu ý kiến từ người khác dễ kiềm hãm sự phát triển tài năng của con giáp này. Tình cảm, vận trình tình cảm cảm xúc Tủ tị mạnh dạn cởi bỏ sự rụt rè, e ngại thường ngày để bày tỏ tình cảm với người mình để ý, nhưng chẳng may lại bị đối phương từ chối phủ phàng các cặp vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn hiểu lầm dù đã chung sống lâu dài tài chính vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định bên cạnh nguồn thu nhập có được từ công việc chính thì khả năng chi tiêu kéo léo còn giúp cho người tuổi tỵ hạn chế được các rắc rối về tiền bạc cẩn trọng nên học cách cân bằng cảm xúc và tiết chế cái tôi tuổi ất tỵ gặp rắc rối vì thị phi lời dèm pha trộm công sở tuổi đinh tỵ phải đối mặt với những lời đồn đại vô căn cứ mà không thể thanh minh rõ ràng. Tôi kỹ tỵ chú ý cách cư xử khi gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tôi tân tỵ tính cách bốc đồng, gây thù trước oán khắp mọi nơi. Tôi quỷ tỵ có những người bạn chân thành, đáng tin, sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Con số may mắn số 82, số 14, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 7. Tứ vi hàng ngày của tuổi ngọ Công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, ngọ mùi tương hồi, cho nên con giáp này làm gì cũng được thuận bường xuôi gió. Chưa kể mọi khi gặp khó khăn hay trở ngại, cũng có người sẵn lòng giúp đỡ, nhờ vậy mà dễ dàng đạt được mục tiêu. Xong, cần phải khiêm tốn. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho thấy có điềm bảo rạn nứt đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân. Không khí gia đình lúc này cũng ở trong tình trạng căng thẳng nặng nề do chính người trong cuộc tạo ra. Ta chính, vận trình tài lộc vượng phát, nguồn thu nhập rủng định nhờ công việc làm ăn thuận lợi đủ đường. Người kinh doanh có được doanh thu khủng trong ngày. Cẩn trọng, nếu ý lại dựa dẫm vào người khác sẽ khó phát triển được năng lực bản thân. Tuổi giáp ngọ, dậy ngủ quên trên chiến thắng. Tuổi bỉnh ngò, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tuổi mậu ngò, việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi. Tuổi canh ngọ tìm được đối tác đáng tin cậy kiếm tiền xuân sẻ. Tuổi nhầm ngọ nên kiểm soát tình cảm cá nhân tránh hành động bốc đồng. Con số may mắn số 23, số 47, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Một vài rắc rối trong công việc bất ngờ tìm tới. Người tuổi mùi không có đủ sự linh hoạt để xử lý ổn thỏa mọi việc. Hơn nữa, điềm bảo có hòa tỷ phi đeo bám nên bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội tìm gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình. Các cặp vợ chồng dù không tránh được hết những hiểu lầm, nhưng sau tất cả, người trong cuộc lại dành cho nhau tình yêu nồng nàn hơn. Tài chính, phần trình tài lộc có biến động, bản mệnh cần phải sớm xem lại kế hoạch chi tiêu đã thực hiện hợp lý hay chưa vì đây là nguyên nhân chính gây trực tiếp ảnh hưởng tới tiền bạc trong ngày. Cẩn trọng, đêm bảo dễ gặp tai họa bất ngờ mọi lúc mọi nơi. Tuổi ất môi có cơ hội kiếm thêm thu nhập tiền bạc dư giả. Tuổi đinh môi tích góp được một khoản tiền kha khá cho những dự định ấp ủ. Tuổi kỷ môi cần một cơ hội thích hợp để thực hiện kế hoạch. Tuổi tân mùi, sức khỏe có dấu hiệu đang dần xuống dốc do thời gian chịu áp lực. Tuổi quý mùi, nên dành thời gian rèn luyện cơ thể thường xuyên để tăng sức đề kháng. Con số may mắn số 42, số 31, màu sắc may mắn, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi tuất 9. Tứ vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Năng lực thể hiện tài tình được cấp trên công nhận, ưu ái và cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Người tuổi thân đồng thời được giao thêm những trọng trách mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm và áp lực sẽ đè nặng hơn, nhưng vinh quang sẽ lớn hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, tuổi thân nhanh chóng có được thiện cảm và chinh phục được người đối diện trong vài lần gặp gỡ nhờ ngũ hành tương sinh tình yêu đôi lửa rực rỡ nồng nàn và vô cùng đậm sâu. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, bản mệnh không cần phải quá lo lắng tới vấn đề tiền nông trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng, đôi khi sự thẳng thẳng, cứng nhắc lại gây những cản trở nhất định. Tuổi giáp thân Một mình phải đảm nhiệm khỏi lượng công việc lớn. Tuổi bệnh thân, quay cuồng vì nhiều vấn đề giải quyết liên tục. Tuổi màu thân khó khăn nhưng đồng thời cũng có thách thức để bứt phá. Tuổi canh thân đừng vội nản chí ngay khi vừa gặp sóng gió. Tuổi nhâm thân tình cảm có dấu hiệu ngộ lành sau thời gian dài không được vùng vẽn. Con số may mắn số 10, số 34, màu sắc may mắn màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. mời Tử vi hàng ngày của tuổi giàu, công việc Phần trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực vốn kinh nghiệm dày dặn của bản thân nhờ trí thông minh và sự nhạy bén mà con giáp này có thể biến khó khăn thành cơ hội đồng thời khẳng định vị trí của mình trong mắt mọi người xung quanh tình cảm vận trình tình cảm thăng hoa ngũ hành tương sinh đem tới cho người độc thân những cơ hội kiếm tìm tình yêu mới tuy nhiên nhiều sự lựa chọn đôi khi lại không phải là tốt nó dễ khiến cho bản mệnh rơi vào tình trạng hoang mang, không biết làm thế nào mới trọn vẹn. Tài chính, phần trình ta lộc rực rỡ, công việc chính vào phụ cùng lúc đem lại cho con giúp này khoản thu nhập rủng rỉnh, bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các sở thích cá nhân. Cẩn trọng, sức khỏe bị ảnh hưởng bởi thói quen thức khuya, ăn uống không điều độ. Tuổi ất giàu, có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tuổi tinh giàu, nhận được thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực hết mình. Tuổi kỷ giàu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tuổi tân giàu được mọi người quý mến, công việc thêm phần sung sẻ. Tuổi quý giàu, tình cảm nhạt phai do thiếu sự quan tâm và yêu thương. Con số may mắn số 73, số 22, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra khá ổn định. Mặc dù chuyện riêng tư gặp trở ngại, nhưng bản mệnh vẫn có khả năng khống chế tốt tâm tình của mình và không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới kết quả công việc chung. Nhờ vào tinh thần trách nhiệm cao mà người tuổi Tuất có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian ngắn. Ta chính. Vận trình ta lộc tăng tiến. Tổ tuốt không cần phải quá lo lắng tới vấn đề tiền nông trong ngày hôm nay. Tình cảm, vận trình tình cảm không được như mong đợi. Còn giúp này sẽ xảy ra những điều bất đồng quan điểm với người ấy. Bản mệnh không nên nói những lời nặng nề gây tổn thương sâu sắc cho người mình thương. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực dễ ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh. Tuổi chấp tuất, tình cảm xung sẻ, mong ước thành hiện thực. Tôi, Bính Tuất, người độc thân nên cân nhắc thật kỹ lưỡng khi đưa ra sự lựa chọn trong tình cảm. Tôi, Mậu Tuất, người đã có gia đình có thể đón nhận tin mừng. Tôi, Canh Tuất, gặp mai về chuyện tiền bạc của cải dư giả. Tôi, Nhâm Tuất, chú ý chi tiêu hợp lý, đừng vì vài phút sĩ diện mà vùng tiền quá chán. Con số may mắn số 49, số 38, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen một vài quyết định bất cẩn dễ đưa con giáp này tới những rắc rối khó khăn ngoài ý muốn. Nhưng bằng năng lực hiện tại, bản mệnh hoàn toàn có thể sửa chữa sai lầm và bù đắp cho những thành tựu nổi bật trong khoảng thời gian tới tình cảm vận trình tình cảm có biến động may mắn nhờ tâm hội nên con đường tình duyên của người tuổi hợi vẫn không có vấn đề gì đáng quan ngại đào hoa phượng đem tới cho người độc thân cơ hội yêu đường mới tài chính vận trình tài lộc xa xúc trong thấy tuổi hợi rơi vào tình trạng hoảng loạn bất an vì các rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc đó có thể là phúc bốc đồng gây ra những thất thoát nghiêm trọng. Cẩn trọng, không nên đưa ra quyết định quan trọng vào lúc cảm xúc hỗn độn. Tuổi ớt hợi, quan hệ xã giao hài hòa giúp ích cho công việc. Tuổi đinh hợi, nhận được sự yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Tuổi kỷ hợi, quý nhân tương trợ vượt qua những tình huống bế tắc. Tuổi tân hợi, dũng cảm đương đầu với thách thức phía trước. Tuổi quý hợi, chủ động tìm tòi, khám phá để giải quyết vấn đề. Con số may mắn số 66, số 51, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi.